Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay 26 tháng 8 năm 2020 có những tin chính sau đây. Họp trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Gắn kết hội nhập cùng phát triển. Vĩnh Phúc hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ hiện đại. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử các bộ ngành và Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử 63 tỉnh thành phố. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu mở đầu hội nghị trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: xây dựng chính phủ điện tử là vấn đề lớn, vấn đề mới để đưa đất nước phát triển. Theo báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển chính phủ điện tử năm 2020 của Liên Hợp Quốc công bố tháng 7 năm 2020, chỉ số phát triển chính phủ điện tử chung của Việt Nam tăng 2 bậc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại bất cập, cần có biện pháp mới để tháo gỡ, thúc đẩy chính phủ điện tử ở Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, có các ý kiến thẳng thắn, nêu cao trách nhiệm để đóng góp vào xây dựng chính phủ điện tử. Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, sau hơn 8 tháng hoạt động, đến nay cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp cung cấp trên 1.000 dịch vụ công trực tuyến, hơn 6.800 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền. Cổng dịch vụ công quốc gia nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân, doanh nghiệp, đã đạt trên 60 triệu lượt truy cập, trên 235.000 tài khoản đăng ký. Từ tháng 3 năm 2020, hệ thống thanh toán trực tuyến của cổng dịch vụ công quốc gia được đưa vào vận hành. Đến nay đã có 9.000 giao dịch. Riêng trong tháng 8 năm 2020, có trên 3.000 giao dịch với số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đề xuất các nền tảng dùng chung của chính phủ điện tử và phương án đầu tư hay thuê dịch vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cần chú ý việc thiết kế lại các quy trình cung cấp dịch vụ công để phù hợp đưa lên trực tuyến, ưu tiên làm trước các dịch vụ công thiết yếu với người dân, doanh nghiệp. Dữ liệu tài nguyên trong nền kinh tế số là vấn đề cốt lõi của chuyển đổi số và chính phủ điện tử. Sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phát biểu thảo luận tại điểm cầu Vĩnh Phúc, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, bên cạnh việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Vĩnh Phúc đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, ra soát điều chỉnh nguồn vốn một cách phù hợp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến 21 tháng 8 năm 2020, khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 3.760 tỷ đồng, bằng 56,85% kế hoạch chính phủ giao. Nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2020, Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu giải ngân hết số vốn được giao năm 2020. Tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê sớm công bố số liệu chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh cho các tỉnh để làm căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Kiến nghị với Chính phủ quan tâm đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng liên vùng do Trung ương quản lý và bổ sung các nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ cho tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự án sửa chữa, bảo trì hoặc cải tạo, nâng cấp sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên được quy định tại thông tư 92 của Bộ Tài chính và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét để tỉnh có thể điều chỉnh từ nguồn vốn các dự án khác không giải ngân hết để hoàn ứng theo quy định. Tiếp thu ý kiến của các địa phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đề nghị các địa phương chủ động rà soát kết quả phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2020. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đã được giao. Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự kiến nhu cầu nguồn vốn đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
Thưa quý vị và các bạn, gắn kết đồng hành cùng doanh nghiệp là cầu nối hiệu quả giữa các cấp ủy chính quyền với cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đó cũng chính là những kết quả nổi bật mà Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác tập hợp, hoàn thiện tổ chức hội nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất giữa các hội, hiệp hội và hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã kết nạp 5 hội viên tập thể, gồm Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Doanh nhân nữ, Hiệp hội Du lịch và Khách sạn, Hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, Hiệp hội Vận tải ô tô. Hiệp hội đã tổ chức hơn 200 khóa, lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức quản lý doanh nghiệp, kỹ năng chuyên môn. Mỗi năm tổ chức từ 2 đến 3 cuộc tọa đàm, hội thảo kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp tỉnh bạn. Bên cạnh đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã tham mưu cho tỉnh thực hiện nhiều cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể nói là Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong cái nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành khá là tốt cái nhiệm vụ của mình với cái vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền. Cụ thể nó được thể hiện ở chỗ nó là cái cơ quan tập hợp thống nhất các cái doanh nghiệp để nhằm tổng hợp các cái khó khăn, các cái kiến nghị đề xuất và để giúp tham mưu giúp cho chính quyền để xây dựng cái hệ thống chính sách đảm bảo nó phù hợp. Cái thứ hai là cái cơ quan cũng được chính quyền tin tưởng giao cái nhiệm vụ là truyền đạt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn tất cả các chính sách mới cho các cái doanh nghiệp. Cái nội dung thứ ba mà Hiệp hội đã thể hiện rất là tốt, đó chính là cái việc mà là cái cầu nối không chỉ là giữa chính quyền với doanh nghiệp mà lại là cầu nối giữa các cái thành phần doanh nghiệp với nhau để tạo ra một cái khối đoàn kết giữa các doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng. Nhiệm kỳ tới, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống, nền kinh tế của đất nước ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, khi nhiều hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, đòi hỏi cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Vĩnh Phúc ngày càng phải lớn mạnh cả về chất và lượng. Để làm được điều đó, trong nhiệm kỳ tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xây dựng 6 nhóm giải pháp thực hiện và 3 chương trình trọng tâm, gồm doanh nghiệp hội nhập, xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhiệm kỳ tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội và hiệp hội thành viên, làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, thu hút và phát triển ngày càng nhiều hội viên mới, triển khai nghị quyết đại hội lần thứ tư với các chương trình và nội dung cụ thể. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tập trung triển khai các kế hoạch chương trình của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, thị trường thương mại điện tử, tích cực phổ biến các hiệp định thương mại thế hệ mới, nhất là hiệp định thương mại Việt Nam châu Âu EVFTA mới được Quốc hội thông qua. Trên chặng đường mới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nhân doanh nghiệp Vĩnh Phúc đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững. Xác định chặng đường mới còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự chung tay nỗ lực của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp sẽ hoàn thành tốt vai trò sứ mệnh là cầu nối đại diện cho lợi ích hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Nhờ khai thác tốt các tiềm năng lợi thế, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch, tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng, ưu tiên cho các công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm. Đến nay, cơ sở hạ tầng của Vĩnh Phúc đã từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào những năm 20 của thế kỷ 21. Trên cơ sở quy hoạch xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng khung đô thị nói chung và hạ tầng kỹ thuật đô thị nói riêng. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch đô thị. Đến nay, hệ thống hạ tầng khung đô thị đang được ưu tiên hàng đầu để làm nền tảng đầu tư các công trình khác. Quy hoạch chung đô thị phủ kín 100%. Về quy hoạch phân khu,
theo quy hoạch chung xây dựng đô thị thì có 15 trên 15 phân khu và cũng đã được phủ kín 100%. Về quy hoạch chỉnh trang phát triển đô thị hiện hữu nằm trong phạm vi quy hoạch chung đô thị tại các khu vực thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương, bước đầu triển khai đã đáp ứng được các yêu cầu về cụ thể hóa quy hoạch phân khu. Ngoài ra, quy hoạch các chuyên ngành hạ tầng đô thị gồm quy hoạch cấp nước, cấp điện, quy hoạch chất thải rắn, quy hoạch các công trình thủy lợi, quy hoạch giao thông, quy hoạch thông tin truyền thông cũng đang được triển khai. Chỉ tính riêng giai đoạn 2017-2020, Vĩnh Phúc đã bố trí hơn 8.300 tỷ đồng vốn đầu tư công cho hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị. Nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra và đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư, nâng cấp. Nhiều công trình xã hội, phúc lợi có quy mô đầu tư lớn được triển khai xây dựng, như Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trường chuyên Vĩnh Phúc, chợ Vĩnh Yên, các công viên, khu vui chơi giải trí. Nhiều công trình đang tiếp tục được triển khai xây dựng, tạo dấu ấn mới cho hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc những năm tiếp theo, như dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc, dự án phát triển các đô thị loại 2, các đô thị xanh. Mạng lưới giao thông trên cái địa bàn được đầu tư xây dựng thì với quy mô là tương đối hiện đại, đồng bộ và có tính liên thông, liên kết cao giữa các cái địa phương trong địa bàn tỉnh và với các cái tỉnh phía Bắc và đồng bằng sông Hồng, và đã đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần mở rộng cái không gian đô thị và từng bước cái hình thành cái hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc. Từ việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và mang tính chiến lược, cơ sở hạ tầng của Vĩnh Phúc đã từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đây là điều kiện, là động lực quan trọng để Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và là tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ 21. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã và đang tác động đến việc làm của người lao động. Không ít người có việc làm chỉ mang tính chất cầm chừng, thậm chí khó kiếm việc làm. Từ nay đến cuối năm, dự báo người lao động dễ kiếm việc làm hơn, nhưng cũng phải phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh có được khống chế hay không. Trong 7 tháng năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tiếp nhận hơn 5.700 hồ sơ của người lao động xin được đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đây là việc cực chẳng đã đối với người lao động. Mặc dù đã được giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, song chị Phan Thị Hạnh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, mong muốn sớm tìm kiếm việc làm để cuộc sống được ổn định hơn. Chắc chắn là có ảnh hưởng tới công việc cũng như là cái khả năng tìm việc trong cái thời điểm này. Ví dụ công việc của mình, vì mình dạy học thêm ở nhà ấy, thì dịch thì các cháu sẽ nghỉ học rồi thì là sẽ bớt rất nhiều thu nhập, để xin việc sẽ khó hơn. Ví dụ những bạn bè xung quanh mình thấy đều bảo là khó xin việc hơn, rồi là phải cắt bớt giờ làm. Đấy, ảnh hưởng rất nhiều tới thu nhập rồi cuộc sống của các bạn ấy. Nhận thấy nhu cầu của người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc kết nối giữa đơn vị tuyển dụng và người tìm kiếm việc làm. Ngay sau khi Vĩnh Phúc không còn ca nhiễm dịch COVID-19 ngoài cộng đồng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tổ chức được 18 phiên giao dịch việc làm, kết nối được 194 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và đã giới thiệu cho trên 1.000 lao động có việc làm. Em đến trung tâm để tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân, và qua trao đổi với bên tuyển dụng thì em cảm thấy công việc khá là phù hợp với bản thân và em đã được nhà tuyển dụng chấp nhận vào nhận vào công ty. Bản thân em cảm thấy rất là vui bởi vì mình đã kiếm được một công việc phù hợp với bản thân. Dịch COVID-19 đã và đang tác động mạnh mẽ đến nhu cầu việc làm và đời sống của người lao động. Đây là khó khăn chung trong bối cảnh dịch toàn cầu như hiện nay. Vì vậy, việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 là trách nhiệm của toàn xã hội, không của riêng ai. Dịch được khống chế và không còn trong cộng đồng. Khi đó, mọi hoạt động trở lại bình thường, giao thương phát triển, việc làm của người lao động mới thực sự ổn định. Mới đây, Bộ Công an đã có văn bản gửi Công an các địa phương đề nghị tạm dừng việc tuyên truyền tới người dân về việc thực hiện cấp đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân.
Do vậy, từ nay đến cuối tháng 10 năm 2020, trong trường hợp chưa thực sự cần thiết, công dân chưa cần làm thủ tục đổi cấp lại thẻ căn cước công dân. Dự kiến cuối năm 2020, Bộ Công an sẽ triển khai đề án cấp thẻ căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, có điều chỉnh lại quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ, thay đổi về phương pháp thu thập vân tay và sử dụng chip điện tử trong thẻ căn cước công dân. Để tránh lãng phí, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, giảm chi phí cho công dân khi chuyển từ thẻ căn cước công dân đang cấp hiện nay sang thẻ căn cước công dân sử dụng chip điện tử, Công an tỉnh tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp công dân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân trong trường hợp chưa thực sự cần thiết. Đối với các trường hợp cấp bách cần chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân để giao dịch thì cơ quan công an vẫn tiến hành cấp mới, cấp đổi, cấp lại, không để ảnh hưởng đến nhu cầu giao dịch của công dân. Với chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng thì công dân tiếp tục sử dụng. Cùng với đó, trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, việc không nên tập trung đông người khi không cần thiết cũng sẽ góp phần phòng ngừa lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều nơi trên cả nước, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần chủ động, không chủ quan, cũng không hoang mang, dao động trước dịch bệnh. Trong đó, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, địa phương, đơn vị luôn được đề cao. Ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số địa phương, Ủy ban nhân dân phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên đã tập trung làm tốt công tác rà soát, quản lý số lượng người dân đi về từ những vùng dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hải Dương, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng dịch tại các khu dân cư. Thì đối với chúng tôi là một cái địa bàn rộng và nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là có liên quan tới các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Trước hết là đối với địa phương đã khẩn trương họp ban chỉ đạo và theo yêu cầu chỉ đạo, nhất là tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân trong cái tình hình chống dịch mới hiện tại. Cái thứ hai là thực hiện nghiêm túc cái chỉ đạo của thành phố cũng như tỉnh về việc là thực hiện công tác chống dịch, đặc biệt là đối với những khu vực mà các hàng quán trong cái vấn đề là cấm như là quán bar, vũ trường, karaoke, chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc. Đối với xã Thanh Chủ, thành phố Vĩnh Yên, mặc dù số lượng công dân đi từ các vùng dịch về địa phương không nhiều, song với tinh thần không chủ quan, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã đã triển khai tốt các biện pháp phòng ngừa lây lan của dịch bệnh. Trong đó, tập trung phổ biến các kiến thức phòng dịch cho người dân, đảm bảo an toàn tại khu vực khám, cấp thuốc của trạm y tế xã. Tại bộ phận thường xuyên tiếp công dân, việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tụ tập đông người luôn được duy trì. Ủy ban dân xã Thanh Chủ cũng đã triển khai đến các thành viên ban chỉ đạo cũng như là các thôn dân cư, đặc biệt là nhân dân, bài tuyên truyền thì được tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn dân cư và các điểm công cộng cũng như là các điểm tiếp dân thì được bố trí nước sát khuẩn cũng như là biển bảng để tuyên truyền về COVID, phòng chống dịch COVID trong cái tình hình hiện nay. Phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu mỗi địa phương trong công tác phòng chống dịch, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh chưa phát hiện ca nhiễm mới COVID-19. Tuy nhiên, dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước còn diễn biến phức tạp. Do vậy, mỗi người dân cần tự giác trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 7 giờ 45 phút sáng nay đã xảy ra một vụ tai nạn hy hữu khi cột đèn chiếu sáng đổ vào người đi đường. Vụ việc xảy ra tại một công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Tại hiện trường khu vực ngã tư giao nhau giữa phố Lê Xoay và phố Trần Quốc Toàn thuộc phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, cây cột đèn chiếu sáng bị gãy đổ gập xuống đường, làm một người dân đi trên đường bị thương. Nguyên nhân được người dân cho biết là do đơn vị thi công dự án cải tạo vỉa hè tại đây trong quá trình đổ vật liệu xây dựng đã bất cẩn làm đổ cột đèn vào người đi đường. Tôi chứng kiến thì xe này vẫn đến đây đổ gần 100 xe cát đây rồi để làm toàn bộ công trình phố này thôi, nó không bình thường, nhưng mà hôm nay thì sau khi được cái xe này nó hạ ben thì nó mới chạm một cái dây điện kia thì nó mới đổ gập cái dây điện xuống thôi, chứ chả có vấn đề gì cả. Và lúc đó là vừa lúc cái cô đi xe máy là vừa chợt tới thì may là nó không đập vào đầu mà đập vào chỗ đằng sau hông. Sự việc trên một lần nữa cảnh báo các đơn vị thi công phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề an toàn lao động khi thi công tại các công trình xây dựng trong khu vực đông dân cư. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 26 tháng 8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 5 ca mắc mới SARS-CoV-2. Tất cả 5 ca này đều nhập cảnh từ nước ngoài và được cách ly ngay, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
Như vậy, đến 18 giờ hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.034 ca nhiễm SARS-CoV-2, 592 người đã được điều trị khỏi, 29 ca tử vong có liên quan đến COVID-19. Bộ Y tế khuyến cáo thời điểm này, người dân hạn chế đến những nơi đông người, đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn và không nên đến thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế để phòng chống dịch COVID-19. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.